Pháp thoại ngày 15 tháng 6 năm 1990. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Người sinh ra vốn thiện, nhưng vì ham danh lợi, tài sắc, ăn ngon mặc đẹp nên mới tạo những điều ác. Ác từ trong tâm đến hành vi và đến lời nói. Một hôm thầy trò Bách Trường đi dạo núi chơi, bỗng có hai con thỏ thấy bóng người liền nhảy ra chạy trốn. Bách Trường hỏi đệ tử: tại sao hai con thỏ thấy chúng ta chạy dữ vậy? Người đệ tử trả lời: tại chúng nó sợ hãi. Bách Trường nói: bậy, không phải vậy. Tại bản năng hung ác của chúng ta. Chính vì bản năng hung ác của chúng ta đã quân tập nhiều đời kiếp, do đó chúng ta đã từng làm việc ác, nên chúng ta phải gặt lấy những quả hổ, chứ không có tạo hóa nào làm khổ chúng ta được.